Hiện tại Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang được tại ngoại và đã có luật sư để xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý. Quy trình làm việc này sẽ như thế nào? Ngày mùng 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã thông tin về ồn ào của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại châu Âu. Theo đó, ông Tạ Quang Đông cho biết hai nam nghệ sĩ hiện đã có luật sư để xử lý các vấn đề về pháp lý. Nguồn tin riêng của riêng tiết lộ, luật sư của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh không phải người Việt Nam mà là người nước ngoài, vị này có chứng chỉ hành nghề tại Tây Ban Nha. Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Thành Tô thì chia sẻ với báo chí về quá trình tố tụng của vụ án này, cụ thể, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sẽ phải ký giấy ủy quyền cho luật sư để đối phương được tham gia vào vụ án này với tư cách người bảo vệ cho họ. Tiếp đến, luật sư sẽ yêu cầu cảnh sát cung cấp các chứng cứ đã thu thập được và hỏi hai bị can về quá trình xảy ra vụ việc, so sánh với chứng cứ, từ đây người luật sư sẽ biết đâu là điểm có lợi và bất lợi với Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh. Theo luật sư Nguyễn Thành Tô, tội của hồng đăng và hồ hoài anh chưa nghiêm trọng nên cả hai hiện vẫn đang được tại ngoại nếu xác định đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc tội nặng thì họ đã bị bắt giam mức án của hai người này theo tôi sẽ không cao hiện tại chưa thể biết được họ sẽ bị phạt tù hay chỉ bị phạt tiền luật sư tôi chia sẻ bên cạnh đó nhiều khả năng hồng đăng và hồ hoài anh sẽ không bị dẫn độ về việt nam mà thi hành án tại tây ban nha sau khi về nước họ vẫn là những công dân bình thường tiền án tiền sự chỉ lưu lại tại tây ban nha trước đó báo chí châu Âu đưa tin hai công dân Việt Nam bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cáo đã cưỡng hiếp mình tại khách sạn ở đảo Majorca. Họ bị giữ lại khách sạn vào dạng sáng ngày 25 tháng 6, hiện đã được cho tại ngoại nhưng vẫn bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha.